Ui các bạn ơi, có một con rắn to cho kìa. Nó đang đuổi theo mình. Ui, mình phải chạy ra ngoài đây thôi. Ui, nó chạy nhanh quá các bạn ơi. Ui, mình trốn ở đây rồi, may quá, thoát được rồi. Nhưng mà mình thấy nó đang cắn một con vật gì ở dưới ruộng kia. Ui không sao rồi, có một con bò ở dưới ruộng, nó đang cắn rồi kìa các bạn ơi. Đây này các bạn ơi, đấy con rắn to chưa, nó đang cắn vào chân con bò rồi. Bây giờ mình phải đợi nó đi, mình mới ra mình cứu con bò được. Đây này các bạn ơi, chú bò ngã cành ra đây rồi này. Ui thương chưa, đấy con bò ngã đau chân rồi kìa. Nào mình sẽ dựng nó lên nhá. Nào, ui con bò này. Ui may chưa, đấy các bạn ơi thấy chưa này. Wow, chú bò ra đây á, ăn những cái ngọn lúa nó ăn đây này. Đấy, thế mà con rắn nó cắn vào chân đấy các bạn ạ. Đấy, thế con rắn chúng mình phải chạy nhanh lên nhá, không có nó cắn ngay đấy. Ý, chú bò đẹp chưa này, chân chú đang bị đau đấy, mình phải cho con bò vào trong chuồng thôi. Ui không xong rồi, con rắn to nó lại phun cái lọc độc gì vào những con cua này các bạn này. Thôi, làm con cua biến thành màu rồi gì rồi, lạ lắm. Bây giờ mình lại phải ra mình cứu con cua thôi các bạn ơi. Ô lạ thật đấy, vừa xong một đàn cua ở đây mà nó đâu hết rồi. Để mình thử tìm vào những cái chỗ, cái khe này xem nào. Ôi, ở đây rất nhiều những cái vết chân này của các con vật đấy. Ý, này các bạn ơi. À, đây rồi, những con cua trốn hết ở trong đây này các bạn này. Ý, nó trốn hết ở trong này rồi các bạn ơi. Nhiều lắm, chỗ nào cũng thấy này. Ủa ơi, chỗ này có một con to chưa. Ý, các bạn ơi, mình cầm được con cua này lên rồi này. Một con màu xanh. Ý, cho vào đây, cho vào xô này này. Ủa, ở đây cũng có một con luôn. Ui, chú này nào, này, ui, cái càng của nó này. Ui, nó đang chạy ra được rồi này. Ui, con này cũng màu xanh luôn. Ui, cái càng của nó, nó cắp mình đấy. Đau lắm các bạn ơi. Ui, nó phòng vệ đấy, nó cắp đau lắm. Ý, mình cho nó cắp vào cái này để xong mình bắt nó nhá. Ý, mình phải cho nó cắp vào cái rơm đấy, xong mình mới bắt được nó các bạn ạ. Đây rồi, mình túm được vào lưng nó rồi này. Chú cua màu xanh này các bạn ơi. Đấy, hai con rồi này. Nào, xem có con nào không. Wow, ở đây cũng có một con luôn này. Nào, wow, cho chú này ra thôi. Ui, nó lại ra đối này cơ các bạn ơi. Đấy, đấy, một con nữa rồi này. Wow, phải bắt nhanh lên, không con rắn nó quay lại đấy. Nào, ui, ở đây cũng có một hang nữa này. Đấy, các bạn ơi. Đây, wow, đây cũng có một con luôn. Wow, ui, con này càng to lắm. Đấy, các bạn này, chú này cũng trốn sâu ở dưới đây cơ. Đấy, chà, đây rồi, đây rồi. Đấy, các bạn thấy chưa. Này, 1, 2, 3, 4, 5 con rồi bạn, các bạn ơi. Ui, ở đằng này mình phát hiện ra có mấy con gì kìa. Ui, đây này các bạn ơi. Ui, ở ruộng có một ít nước này, nó đọng lại này. Wow, nhiều cá lắm. Đây này, những con cá đang bơi ở dưới nước này. Đấy, nó chỉ có một cái rãnh nước này thôi các bạn ạ. Quần đồng thì khô hết rồi. Nào, bây giờ mình phải bắt những con cá này vào thôi. Ôi, đây này. Wow, một con. Đấy, đây là cá ba đuôi đấy các bạn ơi. Mình sẽ cho nó vào cái chậu nước này nhá. Đấy, một con rồi. Wow, ui, con này to chưa. Ấy, con này cá ba đuôi màu đen to đùng này các bạn này. Ấy, ui, ở đây vẫn còn này. Ui, con này nữa này. Wow, con này cá ba đuôi màu cam này. Ấy, cho hết vào đây nhá. 1, 2, 3 con rồi. Nào, tiếp theo. Ui, nó đâu rồi. Đây rồi, các bạn ơi, nó đây rồi. Ấy, cho vào đây nữa này. 1, 2, 3 con đấy. Với một con màu đen xì đây này. Ui, các bạn có nghe thấy tiếng gì không? Hình như là có một con vật đang trốn ở trong cái chỗ bụi rơm này. Ấy, trốn ở đây á, để con rắn nó không phát hiện ra đấy. Đây này các bạn ơi, mình nhìn thấy rồi. Wow, đây này, một con mèo. Ý, chú mèo hồng này, chạy vào đây trốn đây các bạn này. Wow, ý, chú còn đang chơi bóng ở đồng đấy. Đây nè, chú phải chạy nhanh vào đây chú trốn. Đợi con rắn nó chạy đi để chú ra chơi tiếp. Nào, bây giờ mình cho chú mèo ra đây chơi bóng tiếp nhé các bạn nhé. Đấy, chú mèo hồng đẹp chưa này. Wow, nó còn có cả vằn, những cái vằn đốm màu xanh đấy các bạn ạ. Ý, mũi thì màu đỏ xinh chưa. Wow, tầm này mình cũng phát hiện ra có một cái xe này. Nhưng không phải xe máy đâu, mà lại là một chiếc ô tô có 4 bánh này. Ui, chắc là của con vật nào đấy. Để mình tìm quanh đây xem nào. Ui, ở đây á, đồng rau mọ rộng mênh mông này thì biết chỗ nào nhỉ. Ơ, cái chỗ này mà sao cây rau nó đung đầy nhiều chưa. Ôi, các bạn ơi, đây này, cây rau á, nó đung đưa nó dẫy nhiều lắm các bạn ơi. Mà mình thấy có tiếng kêu của con gì ở trong này này. Nào, bây giờ mình phải lật ra xem nào. Ôi, đây này, có cái mũ màu hồng. Wow, lại còn có mắt kính nữa. Đây này, thì ra là một chú chó. Chú đi xe ô tô nhưng mà chú sợ con rắn quá, chú chạy chú nấp luôn vào đây thôi. Ấy, mình sẽ cứu ra thôi. Ôi, chú cun này. Ôi, nó thấy mình bế lên này, nó đang in luôn này các bạn ơi. Đấy, các bạn thấy đẹp không. Đấy, một chú chó con á, màu tím đấy, đeo mắt kính màu xanh này, đáng yêu quá. Ui, chú vẫy đuôi chú cảm ơn mình kìa. Wow, ui, mà chiếc ô tô của nó xịn xò chưa. Nào, để mình xem nào. Ui, ở trong nó còn có cái gì các bạn ạ. Wow, các bạn ơi, bên trong ô tô nào, xem có cái gì nào. Ui, chặt quá. Đấy, có hai lớp các bạn ạ. Nào, để mình cậy ra nhá. Đấy, không biết là có cái lớp gì ở đây nhờ. Nào, wow, đấy, hai lớp liền. Mà có dấu hỏi chấm thế này thì là có cái gì đấy.
Wow, ui, các bạn ơi, lớp bên này mình mở ra rồi, toàn thấy kẹo bánh thôi, chắc là đồ ăn vặt của chú chó con đấy. Ui, này, các bạn thấy chưa, nhiều kẹo chưa? Kẹo sô-cô-la đấy. Ui, còn cái bên này xem nào, để mình mở ra nốt nhá. Ui, đây rồi, mình sẽ mở ra được thôi. Wow, có một cái thìa này, thìa để xúc bánh này. Ui, có cả một cái để đi vớt cá đi, bắt cá ăn đấy các bạn ơi. Mình sẽ xúc cho nó ăn một miếng nhá. Wow, đứng im nào, đứng im để mình xúc cho nè. Bởi nó cứ chạy nháo nhác lên đi các bạn ạ. Wow, nào ăn đi, ăn đi. Đấy, nó ăn rồi đấy các bạn ơi. Không chỉ có ở chỗ vườn rau đâu. Đây này, ở chỗ rơm này á, cũng có rất nhiều các con vật đấy sao ấy. Nó đang trốn ở chỗ này này. Ui, ui, có con này này. Ý, nó há cái miệng ra liên tục kìa các bạn ơi. Ui, chỗ này cũng thế này. Ui, nó há miệng ra liên tục luôn. Ui, mà mình thấy có con gì nó đang ở đây này. Wow, các bạn ơi, một con cóc nó nhảy ra này. Ui, nó chạy rất nhanh vì á, nó sợ con rắn nó ăn đấy. Ui, nó chạy đi rồi các bạn ạ. Nào để mình xem đây có những con gì kìa. Rất nhiều con vật trốn ở đây đấy. Đây này. Wow, mình sẽ mở ra con này trước nhá. Ui, ý, nó có cái hàm răng với cái mũi này các bạn ơi. Wow, con này cũng có hàm răng với cái mũi này rất dài này. Wow, đây rồi. Ui, thì ra là một chú cá sấu này. Đây, chỗ này cũng có một con này. Ui, hai con cá sấu to chưa này các bạn ơi. Đấy, hai con này để mình bới tìm thấy còn con nào không. Ui, vẫn còn nữa này. Hàm răng nữa này các bạn ơi. Đây, ba con cá sấu này. Đấy, ba con cá sấu rồi. Ui, chỗ này vẫn còn nữa. Ui, lại một con cá sấu màu xanh nữa này. Ui, chú này miệng nó há rất liên tục cơ. Các bạn ơi, 1, 2, 3, 4 con cá sấu này. Ui, những con cá sấu này á, thấy bảo là rất mạnh đấy. Các con cá sấu nó đang ẩn nấp ở đây để nó săn mồi đấy các bạn ơi. À, thì ra là nó định đi bắt con vật đấy. Nhưng mà bây giờ mình sẽ nhà nó để nó bắt con rắn cho mình nhá. Ui, các bạn ơi, đây này. Ý, cá sấu khổng lồ tiến tới rồi kìa. Wow, con rắn lần này á, đừng hòng chạy thoát. Yeah, các bạn ơi, ý, cá sấu đang tiêu diệt con rắn rồi kìa. May chưa, nó đã tiêu diệt được con rắn rồi. À, đây rồi này các bạn ơi. Đấy, cá sấu đã cắn được con rắn rồi. Má, con vịt đấy rồi. À, nhưng mà chỗ đây có con gì đấy. Ôi, các bạn ơi, đây này. Có con gì bé xinh xinh này các bạn này. Ơ, nó đang hình như là nó đang thò cái chân đây. Ui, giống chân cua lắm các bạn này. Wow, đấy đấy, nó chuẩn bị thò chân rồi kìa. Mình xem nào, nó có thò ra không nào. Ê, nó nhau mắt ra đang nhìn, hai chú nó đang nhau mắt ra đang nhìn kìa các bạn ơi. Yeah, 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 một con đang ra rồi kìa. Ê, đây là những con ốc vượn hồn đấy. Nó vượn vỏ ốc để nó sống đấy các bạn ạ. Ê, một chú nó lật được cái vỏ lên rồi. À, màu đẹp chưa các bạn ơi. Đấy, nào, tiếp theo một chú nữa này. Wow, xem nào, chú có lật ra để chú đi không. Yeah, chú lật lên, chú đi rồi. Đấy, hai chú ốc vượn hồn đang bò đi đấy các bạn ơi. Nào, mình sẽ bắt nó lại nhá. Hai con lại này. Đấy, chú vịt đây này. Đấy, phải cho con vịt lên thôi. Còn con cá sấu này này, tốt bụng chưa? Đấy, giúp mình cắn con cắn rắn này các bạn này. Đấy, bắt được một con rắn rồi. Chúng mình sẽ nhốt con rắn này lại, không cho nó chạy đi linh tinh nhá. Đấy, chúng mình thấy rắn thì mình đừng có cầm vào, không nó cắn đấy. Các bạn ạ, đấy là một con rắn độc đấy. Đây này, rắn hổ mang đấy các bạn ạ. Con này rất độc, cắn một cái là không sống được đâu.